Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đến với các bạn một đề tài mới. Kính thưa quý vị và các bạn, ông cha ta nói đi một ngày đàn học một sàn khôn. Trong cái chuyến đi Việt Nam vừa rồi về, tôi cũng học hỏi được rất nhiều trải nghiệm của tất cả anh em, quý vị, bạn bè và cũng để có, có cái cảm nhận mỗi lần trở về quê hương mình như thế nào thì tôi cũng đã trình bày trong những cuộn video clip trước rồi. cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian và chia sẻ cùng tôi. À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi cũng tâm tình cùng quý vị và các bạn. khi về Việt Nam tôi cũng đi đây đi đó, có đi gặp những người bạn chưa có một lần gặp nhau và cũng đến đó tâm tình tâm tâm tình à, để rồi có sự giao lưu và học hỏi lẫn nhau trong số đó thì cũng có những người bạn chưa bao giờ gặp nhau và cũng có những người tôi đã gặp nhiều lần rồi thì đó những cái trải nghiệm tôi là những cái gì có một người bạn trẻ nào đó tâm tình với tôi là em rất hối tiếc những việc làm của em đó là cái nghiệp của em bây giờ em phải trả thì thật sự ra mà nói khi mà tôi nói chuyện với người bạn trẻ đó thì tôi cũng à, tìm cách thuyết phục và dùng tâm lý uh -huh, và trại bày những cái sự thật của lòng mình để rồi người bạn đó mới tâm tình lại với tôi như thế nào à thì tôi cũng kể sang những cái gì trải nghiệm của mình xin lỗi tôi xin uh, nói lại về vấn đề là anh bạn đó tâm tình những cái gì thì anh nói là em cũng rất lấy làm buồn vì những công việc làm của em uh, em cũng rất lấy làm hối tiếc uh, tại đó là một cái sự trải nghiệm mà, mà em phải trả giá thì đó là cái nghiệp của em thì em phải chịu uh, đó là bài học từ chỗ đó tôi mới học ra được nhiều 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 thêm những cái sự trải nghiệm đúng người bạn đó tâm tình tôi tôi cũng rất thông cảm điều đó tuy rằng người bạn trẻ đó cũng có những cái trải nghiệm sống có những cái tâm tâm huyết sống họ cũng đã đóng góp nhiều về những những cái điều gì tốt đẹp cho những người xung quanh và những người cho quê hương á à, là tôi cũng À, xin tâm tình qua cùng quý vị và các bạn như vậy. Đôi lúc những cái bài học trải nghiệm chúng ta nhìn rất là tầm thường nhưng mà nó là những cái cái tuy là nhỏ hoặc là như thế nào đó nó là rất là một cái hành trang quý báu cho chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, để vấn đề quan hệ với nhau. Thật thật tâm mà nói hôm nay tôi lên đây để nói chuyện cùng quý vị và các bạn về những cái những cái hiện tượng xảy ra trong xã hội à, thì tôi cũng học từ đó và học những anh em khác để rồi ta có một cái kim chỉ nam và tích lũy lại những cái trải nghiệm và để rồi chúng ta có một hướng đi tốt à, thì trong xã hội có những cái điều gì trong xã hội có những cái điều mà mà cái mà tôi trải nghiệm là cái sự nhiều nhiều điều lắm xã hội thì nó phức tạp nhiều điều chứ không phải là một trong những cái cái điều mà tôi nói hôm nay đâu bây giờ tôi nói sang cái sự mà đoàn kết yêu thương lẫn nhau thôi. á à, cái sự đoàn kết đôi lúc cái tình bạn nó cũng kháng khích từ trong quá khứ nhưng đến một cái lúc nào đó thì tình bạn tình anh em nó sẽ độ vỡ tan hoang ngay Tại vì một cái vấn đề nhà nào đó hoặc là một vấn đề cảm xúc lộ nhỏ làm đắm thuyền à, nhiều lúc cái cảm xúc của mình đó, nó là một cái điều kiện phản ứng vô điều kiện tự nhiên và nó cái 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 bản lạnh của cái lý trí của mình không có control và kiểm soát được nên chỉ gây gây đó là cái gây ra những cái cái không có tốt đẹp giống như tôi vừa nói đề cập đến trên đó à, là cái chuyện à, người bạn trẻ tôi à tâm tình ừ. thì rút ra những cái bài học vấn đề này tôi cũng nói lui nói tới trong cái, những cái cuộn video clip trước rất nhiều một số hoặc là một cá nhân nào đó trong vấn đề truyền thông nếu mà vì quyền lợi chung quyền lợi của xã hội và đất nước họ lên truyền thông họ để trình bày ai à, những cái này cái kia thì đó là cái chuyện đó chuyện đúng thôi à, vì quyền lợi chung và quyền lợi của đi xa hơn nữa là quyền lợi của quê hương đất nước thì họ phải lên tiếng cái đó là tôi cũng lặp lại đó là một cái điều rất tốt đẹp thôi à, nhưng song song theo đó nó cũng có những cái cái không rất đáng tiếc xảy ra trong xã hội là là tư tưởng bày đàn à tư tưởng bài đàn là gì nhiều lúc mình tự vô tình hoặc là vì cảm xúc của mình mình tự nhốt mình vào trong cái xin lỗi quý vị và các bạn đó, là nhiều lúc đó, tôi dùng cái từ này cũng hơi 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 quá đáng một chút à, tôi cũng xin lỗi trước nhiều lúc mình đem cái tư tưởng của mình vào những cái, cái ngây thơ khờ dại không phải nói là dùng cái ngù ngây thơ khờ dại để rồi mình bị người ta cảm hóa á, và mình không nhận ra đó điều sai hay là đúng không biết tôi nói như vậy có đúng không à. thì những cái chuyện xảy ra ở trong cái quá trình quý vị cũng biết rồi những cái chuyện trên cái các cái cơ quan truyền thông, truyền thông chính thống cũng như là các cái cơ quan truyền thông những cái trên mạng xã hội ví dụ như bây giờ tôi điển hình một cái chuyện ha chuyện này nó xảy ra rồi cái chuyện giữa ông võ hoàng yên và bà nguyễn phương hằng tôi tôi không dám đánh giá đánh giá về hai người này nhưng mà tôi nhìn chung thì họ cũng có những cái điểm ưu điểm của họ và có những cái khuyết điểm của họ nhưng mà kết luận đó, thì tôi nhận thấy là ông võ hoàng yên là ông không khéo hơn bà nguyễn phương hằng à. trong một vấn đề gì xảy ra nó cũng có lồi giữa hai bên hay theo tôi nhận xét như vậy, ha, à, và không nhiều thì ít. Nếu bây giờ quý vị cứ à, cứ suy ngẫm đi, trong một cái vấn đề gì xảy ra không tốt đẹp giữa quan hệ người và con người á, à, đó là quan hệ người và con người. Khi những cái vấn đề đó xảy ra hoặc là cặp vợ chồng à, chuẩn bị lấy gì, thì khi mà cái vấn đề xảy ra một hai người đều có lỗi hết không lỗi nhiều thì lỗi ít hoặc là cái lỗi đó vô tình hoặc là như thế nào đó làm cho người đối phương của mình hoặc là người tha nhân của mình ngộ nhận từ cái chuyện nó nhỏ nó xảy ra xảy ra đến cái chuyện lớn. Ừ. Ok. Thì uh, những cái bài học những cái bài học ví dụ như bây giờ tôi vừa trình bày qua hai người Võ Hoàng Yên và Nguyễn người... Nguyễn Phương Hằng Thì quý vị cũng biết rồi à, Ông Võ Hoàng Yên thì đồng ý là ông có, có ưu và có khuyết ở trong đó à, Tôi biết mà Nhưng mà phân tích ra nó dài dòng lắm à, Nên chứ tôi chỉ tóm thôi à, Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Võ Hoàng Yên khôn khéo hơn Ông khôn khéo hơn Cái khôn khéo nhất là Là ông đã im lặng Im lặng rất nhiều Đó là cái khôn khéo Còn bà Nguyễn Phương Hằng thì quý vị các bạn, cũng biết rồi bà trong quá khứ bà cũng làm những cái nhiều cái công việc rất tốt đẹp à nhưng mà phân tích ra thì nó cũng có nhiều cái 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 điều bà làm như thế nào à thì thì bà đã làm những cái công việc tốt đẹp rồi thì những cái công việc đó tốt đẹp đó nếu mà bà tiếp tục làm và không bà có một, một cái lý trí một cái bạn lành coi như là không chế cái cảm xúc của mình thì công việc đó nó tiện, sẽ tiến hành tốt đẹp thôi mặc dù nó cũng có những cái ưu cái khuyết của nó nhưng cái mà hệ lụy của bà là những những người ủng hộ bà không những bà mà những người ủng hộ của bà tôi không đánh dám đánh giá một ai hết nha đó, và đó là tôi rút ra những cái kinh nghiệm và bài học những người ủng hộ của bà đã vô tình đưa bà xuống vờ bờ vực thẳm. Khi ông Hồ á, hoặc là hoặc là tôn trọng ngưỡng phục đồng ý những cái điểm đó tốt nhưng nhiều lúc sự ủng hộ rồi bắt đầu mù quáng hết tất cả tất cả những cái gì gọi là tôi mở ngoặc vàng và đóng hoặc ngay thần thường mình làm điều cho là đúng hết vô tình hoặc cố ý như thế nào đó, thì điều cho là đúng hết từ cái chỗ điều cho là đúng người ta làm sai trái mình cũng cho là đúng để ủng hộ đồng ủng hộ người ta thì đến một cái đôi cái, lúc con người ta đường đời cũng bằng phẳng cả có những cái lúc này và lúc kia có những cái lúc làm tốt nhưng mà có những cái lúc vô tình đó là vô tình hoặc là vì cảm xúc người ta, ta người ta, ta ta đi đi trực công được rồi cùng ông hổ, à, công ông hổ rồi cũng à, cũng như là khích lệ làm lên à. đó là những cái điều gọi là điều mà tôi cũng cảm thấy là tôi, tôi về Việt Nam à, từ những lúc là, từ những cái câu chuyện mà tôi vừa nói quá thôi tôi tôi, tôi tôi rút ra những cái bài học đó Kính thưa các bạn và quý vị những cái à, tư duy À, hoặc là quan điểm của tôi nói như vậy Quý vị các bạn mong rằng Quý vị các bạn góp ý Tôi không phải là tôi nói Tôi nói đúng Đúng hoàn toàn Tôi không, không bảo vệ cái, cái quan điểm của mình Một cách tuyệt đối được Tôi cũng có những cái khuyết điểm của tôi Chứ không phải là tôi không có Quý vị các bạn cứ góp ý vào à, Tôi sẵn sàng học hỏi thôi à. Kính thưa quý vị và các bạn bây giờ xã hội mà trong những cái à, đã là xã hội thì có những vấn đề tiêu cực à, ha à, có nhưng mình nhận thấy những cái điều tiêu cực đó để rồi mình à, góp ý lên tiếng để cùng học hỏi trao đổi lẫn nhau thôi à, tôi là mong cái sự đoàn kết yêu thương lẫn nhau thôi để xây dựng một à, xã hội tốt đẹp à À, và khi mà đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công đại thành công à, đó là những cái điều mà tôi cũng uh, suy tứ à, và và hôm nay tôi cùng uh, tâm tình cùng uh, quý vị và các bạn à, những cái chuyện uh, bây giờ tôi cảm thấy là những cái công, uh, những cái vấn đề uh, vấn, đề nằm trong liên quan trong tư tưởng bày đàn vẫn đang còn diễn tiếp, diễn, tiếp xảy ra. Đó ha. Đôi lúc, những người ủng à, hộ một cách, nghĩa là một cách tuyệt đối, nó đưa ra những cái vấn đề không tốt đẹp làm cho người mình ủng hộ mình phải nhìn một cái cách sáng suốt và công minh, đừng có để vấn đề đó nó đi quá xa. Nếu để nó vấn đề của đi quá xa, nó sẽ trở thành một cái cái hệ lụy không hệ lụy thì không có tốt đẹp gì, nó sẽ mất đoàn kết và gây chia rẽ lẫn nhau. Có điều tôi cũng muốn góp ý ở trên trong cái chương trình này, á nhiều lúc bạn bè tôi thân quen tôi tôi cũng biết là tôi thì tôi biết là tôi đang à, đang làm gì và đứng ở đâu nhiều lúc à, bạn bè thân quen tôi có những cái cảm xúc nhớ có những cái cảm xúc tôi cũng hài lòng lắm à, và tôi cũng nhiều lúc cái cảm xúc rồi ví dụ như một vấn đề mình phải nghe mình phải tìm hiểu hiểu nhiều chiều chiều này chiều kia à, hai chiều cho nó Eclipse hai triệu đi người ta nói chiều này chiều kia chiều dài chiều rộng chiều cao rồi uh, như thế nào đó mình nói cho nó là Eclipse là hai triệu đi rồi bắt đầu mình mới đưa đến kết luận như thế nào à, và khi mình tìm đã được kết luận rồi thì mình nên cùng nhau để tìm cách giải quyết với nhau à, tìm cách giải quyết với nhau là điều tốt hơn, tốt đẹp nhất đừng có vì cảm xúc quá mạnh để rồi khi mà các bạn bông lên cái trên mạng xã hội rồi là bắt đầu là có phe có nhóm rồi đó à, có phe có nhóm mà có phe có nhóm như vậy là vấn đề càng đi quá xa là càng có những cái điều không hay nó sẽ xảy ra trong tương lai theo tôi nghĩ như vậy à, đó là những cái, cái mà tôi tôi muốn đề cập và nhấn mạnh hôm nay á, là vấn đề tư tưởng bày đàn nhiều lúc à, kính thưa quý vị và các bạn ví dụ như có một người nào đó tôi tất cảm thấy là khi mà lên ở trên kênh á, á họ bị cảm xúc họ 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 đã kích người kia à, thì cái đó thì tôi cũng nhìn qua á, thì ở dưới là toàn là coi như là thêm dầu thêm lửa thôi không có một cái ý kiến nào gọi là để mà để cho người kia dừng lại hết á đó là điều đáng buồn nhất và những cái đó đã cũng đã xảy ra trong quá khứ là quý vị các bạn biết khi bơm dầu bơm lửa vô đó như bà nguyễn phương hằng nó quý vị thấy không đó là tôi đưa ra dẫn chứng còn nhiều cái dẫn chứng nữa bơm 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 thì đổ thêm dầu thêm lửa vô thì nó lại nó sẽ đi thì người người cái người mà họ được gọi là cho là tạm gọi mờ ngoặc mờ ngoặc vào đóng ngoặc là thần tượng đó. thần tượng của họ thì cái thần tượng đó họ nghĩ rằng họ làm đống thôi họ nghĩ rằng họ sẽ làm đúng. Tại vì cái cảm xúc của họ đang đang về một cái chiều hướng lên mà cái cảm xúc đó họ nghĩ họ làm đúng. Thì họ cứ tiếp tục họ làm thêm. Làm thêm thì người kia, thì những cái người ủng hộ lại coi như là là, là, là độ dầu độ lửa độ dầu thêm lửa thêm thì thì đụng chạm vào pháp luật thôi <laughs> không biết là các bạn nghĩ sao các bạn suy ngẫm đó đụng chạm vào pháp luật thôi đụng chạm vào pháp luật thần tượng sụp đổ tất cả các người kia cũng sụp đổ hết sụp đổ hết vậy thì chúng ta rút tiền ra những cái bài học gì phải học chứ tôi nói đây là giới mà lớn tuổi thì tôi cũng có dám nhất là giới thế hệ trẻ hơn tôi À, phải học và hiểu tôi đây tôi cũng có học suốt đời thôi à phải học và hiểu đừng vì một cái cảm xúc nào đó để rồi mình đi quá xa tôi cũng xin lặp lại câu chuyện trước nha người bạn trẻ của tôi rất là feel sorry khi làm những cái công việc đó người bạn trẻ tôi nói rằng chỉ có một cái cuốn video thôi đó nhớ khi mình khi mình coi như là mình hối tiếc feel sorry thì sự việc nó đã coi như xong rồi không còn cái gì nữa đó là bài đó là sự hối hận mà tôi cũng nói với quý vị và các bạn rồi thì đi tìm thuốc để chữa bệnh đó thì trên thế giới này đâu có ai bán thuốc hối hận đâu để chữa bệnh hối hận đâu không có thuốc gì cũng có hay chữa bệnh ung thư chữa bệnh coi như áp huyết áp này ung thư này thế này thế kia những cái việc nan y vẫn có nhưng mà đi tìm cái thuốc để chữa bệnh hối hận không có <laughs> thuốc chữa bệnh hối hận quý vị cứ tìm đi nó cứ rây rứt trong lòng từ ngày giờ này qua ngày giờ kia đôi lúc là cũng muốn quên đi những cái đó nhưng mà rồi nó cũng là cái tòa án lương tâm rồi nó cũng thức dậy thức dậy thì không có bình an mà thanh thản không có bình an đó tôi mong rằng quý vị và các bạn không nên lập lại không nên à, à, lập à, không phải xin lỗi nhìn những cái đó là những cái gương để cho cuộc sống mình nó có vấn đề là có thể thoải mái. Ừ. Bây giờ à, tôi làm cái cùng video này không có không ngoài mục đích là Trên tinh thần đoàn cái xây dựng. Bây giờ tôi cảm thấy là có những cái trong xã hội vẫn còn đang và đại đang và đại diện tiếng đấy là trong cái à, vì là vấn đề là tư tưởng gọi là tư tưởng phe phái thôi à, chỉ vậy thôi à. một lần nữa tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn những cái gì nếu người người, mình ngưỡng mộ mình nên sáng suốt một chút nhìn về một liên định trung dung và phân tích một chút người mình ngưỡng mộ hoặc là người mình hâm mộ họ không có phải là họ họ đúng hết hoàn toàn trên trời nè có ai hoàn toàn đâu tôi cũng nhận xét về bản thân tôi không hoàn toàn và trên đời này không có cái gì hoàn toàn hết nên chỉ khi cái người ngưỡng mộ của mình người mình ngưỡng mộ nếu mà cảm thấy có những cái điều gì mình đứng ngoài nó mình đứng ngoài tức như là mình nhìn sáng hơn cảm thấy có một cái điều gì sai sót tìm cách góp ý riêng cho với 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 người mình ngưỡng mộ đừng có để vô tình rồi rồi lại coi như là đổ dầu thêm lửa là quý vị vô tình hại người ta đấy phải không quý vị và các bạn à, vô tình hại người ta đấy ví dụ như bây giờ quý vị làm cha làm mẹ, quý vị không thể nào mà quý vị nói là con mình làm đúng hoàn toàn được. ví dụ như một cái vấn đề ngoài xã hội hoặc là vấn đề gì ở trong trường học, quý vị không thể nào nói là con mình đúng hoàn toàn được. mà quý vị phải tìm hiểu. à, quý vị và các bạn phải tìm hiểu. nếu mà quý vị và các bạn nói con mình đúng đúng hoàn toàn á, một vấn đề xảy ra chưa chắc á, cái đó không không có thể nào mà đứng chủ quan mà nói như vậy được ha. tôi đây làm cha làm mẹ vậy, tôi phải đi tìm hiểu, tìm hiểu con mình. À, có những cái vấn đề gì để xảy ra những cái câu chuyện đó. Rồi mình tìm hiểu rồi bắt đầu mình nhận thức sáng suốt. Mình là đứng người đứng ở ngoài hoặc là mình làm cha mẹ thích sáng suốt hơn. Thì phải khuyên răng và dạy dỗ. Dạy dỗ riêng cho nó. À, ngồi tại ở trong phòng hoặc một cái chỗ nào đó. Ngồi nói chuyện ôn tồn Thì nó nghe thôi. Nó nhận ra mình phân tích thì nó nghe thôi. Đó là cách à, trong gia đình thì cách giáo dục và ngoài xã hội là cách góp ý để xây dựng cho người người bạn của mình đó, người đồng hành của mình hoặc là người mình mình được hâm mình hâm mộ á vậy thôi à, thì trong cái vấn đề ví dụ như bây giờ tôi còn ví dụ nhân chấn nhiều lắm tôi gặp nhiều trường hợp lắm ví dụ nhân chấn bây giờ cặp cặp vợ chồng đang ly dị đang sửa soạn ly dị với nhau nếu quý vị nói ví dụ như bây giờ người đó là người bạn thân của tôi nếu mà tôi nói những những cái tốt à tôi nói là ví dụ như bây giờ tôi nói là à, vợ anh là này kia là người này kia tôi thấy ở ngoài đường là nhiều lúc đi cũng sửa soạn đồ về này kia à, đòi có như là đòi món hàng này món hàng kia đòi những cái bóp những cái ví đắt tiền rồi hôm đó thì tôi thấy là à, đi gặp bạn bè rồi có như là là vui chơi mặc diện không có về lo cho con cái cả chiều tối rồi tôi, tôi thấy như vậy nếu các bạn nói cái chuyện đó ra thì làm cho người chồng trong lúc họ có cảm xúc mà họ có cảm xúc họ họ, họ muốn lý gì mà làm cho người chồng càng khoái à, càng khoái Đấy không đó là tâm lý đó người chồng càng khoái là người chồng là người bạn thân của quý vị là càng khoái À, thì họ sẽ nghĩ là tất cả những cái việc họ làm đều đúng hết. Đúng không quý vị và các bạn? Họ nghĩ tất cả những cái việc họ làm đều đúng hết. Thì các bạn vô tình, ví dụ như bạn tôi, tôi vô tình, tôi đổ dầu thêm lửa. Không, tránh những cái việc đó đi. Nếu người bạn thân của tôi, tôi sẽ tìm cách, Ban đầu tôi nói cái ưu điểm của bạn tôi một chút xíu ra. Rồi bắt đầu tôi nói ưu điểm của người vợ của bạn thôi. Để rồi mình tìm cách cảm hóa. Mà đặc biệt là tôi sẽ nói ưu điểm của người vợ của của bạn thôi. À, chứ quý vị, ví dụ như bây giờ tôi khơi ra những cái chuyện quá khứ, những cái khuyết điểm, những cái này cái kia, rồi bắt đầu tôi nói thì đương nhiên là người bạn tôi khói lên rồi khói chi lên rồi được đấy, coi như là <laughs> được, đi, về nhà thì thì người bạn tôi làm tới thôi kính thưa quý vị và các bạn tôi dẫn chứng thì nhiều lắm nên chi ví, ví dụ như bây giờ mình gặp cái trường hợp đó thì phải mình tìm cách để mà à, nối lại cái vòng tay yêu thương của của của, của vợ chồng đó là tốt hơn À, là tốt hơn đó là cái tâm mình muốn làm tìm cách à, tìm cách giữa hai bên tôi đã làm việc đó nhiều rồi à. và có nhiều cái được mà có nhiều cái không được đó là thiên mệnh cái số mệnh thôi à. đó tôi copy hôm nay phải là tôi là tài giỏi cái gì hết mà tôi cũng chẳng có phải là nhà tâm lý học hoặc là nhà nhà này nhà kia tôi là học từ từ lúc mà tôi ra trường còn non trẻ khờ khờ dài dài ngây thơ không có biết gì tôi cũng đã bị người ta dụ dỗ thế này thế kia rồi chứ không phải là tôi tôi là cái tôi là khôn ngoan cái gì và tôi cũng đã từng, từng từng trải qua những cái đó rồi kính thưa quý vị và các bạn hôm nay tôi nói thì không, không nhiều cái chuyện lắm hôm nay tôi góp ý với quý vị và các bạn trên tinh thần để mà kết nối yêu thương đoàn kết lẫn nhau đó là một cái bài ý của tôi à, quý vị các bạn chia sẻ cùng tôi tôi cũng cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, à, tôi cũng tâm tình quý vị các bạn ngày hôm nay tôi còn à, còn nhớ còn à, còn hiểu biết một chút mà thì chia sẻ thôi tôi biết phía trước của à, cuộc đời tôi thì rồi một ngày nào đó tôi cũng không còn nói chuyện minh mẫn như ngày hôm nay được được đâu bây giờ cũng nhớ nhớ quên quên rồi đó sợi nhớ sợi thương rồi đó <laughs> mong rằng à, quý vị các bạn thông cảm thì à, trong cái cuộn video clip này có những điều gì mà quý bà quý vị và các bạn thấy à, 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 tốt đẹp thì tiếp thu có những điều gì nghiệt nhị thì bỏ qua cho tôi thông cảm tôi và và góp ý xây dựng cho tôi ok à, à, tôi cũng à, xin à, chân thành à, quý vị và các bạn đã ủng hộ tôi từ trước đến nay à, mong rằng quý vị và các bạn những người bạn mới ủng hộ tiếp à, và các bạn à, cũ hay mới gì, ủng hộ tiếp cho tôi à, bằng cách coi như là à, bấm subscribe và cả cái beo cái chuông ở bên góc phải của cái màn hình này à, để rồi tôi có cái nghị lực làm những cái cuộn video clip uh, tiếp à, đó là niềm uh, cái nguyện ước của tôi để đóng góp một phần uh, rất nhỏ thôi À, tinh thần sức nhỏ vào à, đối với chia sẻ vào xã hội cùng quý vị và các bạn à, tôi cũng có gì hơn à, chúc quý vị một ngày mới vui tươi bình an sức khỏe hạnh phúc gặp nhiều may mắn và đạt gặp hai được nhiều thành công ở trong cuộc sống kính chào quý vị và các bạn kính chào Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова